Tình hình dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh trưa ngày 17 tháng 6, 30 ca nhiễm mới. Trưa nay ngày 17 tháng 6, Bộ Y tế đã công bố 220 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 30 ca. 30 ca COVID-19 trưa nay ngày 17 tháng 6 ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân 11.985 đến bệnh nhân 12.014, gồm 25 ca là các trường hợp F1, 2 ca liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng 14 ca xét nghiệm lần thứ tư mới ra kết quả dương tính. Còn trong sáng nay, ngày 17 tháng 6, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), thành phố ghi nhận 45 ca, đa phần đã được cách ly từ trước. Trong 45 trường hợp sáng nay, ngày 17 tháng 6, thì có 43 trường hợp đã được cách ly từ trước. Trong 43 trường hợp đã được cách ly thì có đến 24 trường hợp đã từng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19. Cụ thể, 45 trường hợp nhiễm mới thì có 29 là các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được công bố trước đó. 14 trường hợp liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly và xét nghiệm lần thứ tư mới có kết quả dương tính COVID-19. 2 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc đang điều tra dịch tễ. 29 trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly, bao gồm chuỗi chung cư E-Home 7 ca đã được cách ly và từng có kết quả âm tính lần 1. Chuỗi nhà trọ trên đường Tô Ngọc Vân 18 ca đã được cách ly liên quan đến bệnh nhân 8.872, 1 ca đã được cách ly và có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 mới dương tính COVID-19. Liên quan đến bệnh nhân 10.785, 1 ca, liên quan đến bệnh nhân 11.175, 2 ca đã được cách ly và kết quả xét nghiệm lần 2 mới dương tính COVID-19. Riêng 2 trường hợp được phát hiện nhiễm COVID-19 qua khám sàng lọc tại bệnh viện là bệnh nhân 11.739, bệnh nhân 11.741, cư trú tại thị trấn Hóc Môn đang được cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh điều tra dịch tễ.